Hello everybody, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn mẫu câu sentence patterns, và mình sẽ học từng cái mẫu câu. Và mẫu câu đầu tiên cô sẽ hướng dẫn đó là cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Yes, no questions. Thì dạng câu hỏi này là có hoặc là không. Thì trong cái văn nói giao tiếp giữa hai người với nhau thì sẽ có một người hỏi và một người trả lời. Thì người hỏi sẽ đặt dạng câu hỏi là có hoặc là không. Ví dụ bạn có thích nghe nhạc không? Hay là bạn có đọc sách chưa? Tức là ở dạng câu hỏi thì người đáp sẽ trả lời là có hoặc là không. Để thành lập dạng câu hỏi này, mình sẽ sử dụng ở thì hiện tại đơn, và mình sẽ mượn trợ động từ do hoặc là does, sau đó cộng chủ ngữ rồi tới động từ chính là động từ thường, viết ở dạng nguyên mẫu. Vậy cấu trúc sẽ là do you và cuối câu có dấu chấm hỏi, hoặc là do they cuối câu dấu chấm hỏi, does he cuối câu có dấu chấm hỏi, và does he cuối câu có dấu chấm hỏi, vân vân. Thì khi mình giao tiếp với người đối diện thì mình sẽ thường dùng là do you watch TV, bạn có xem TV không? Và nếu mà mình đề cập hỏi tới một người khác thì mình sẽ dùng là do they hay là does he hoặc là does he. Thì sau lưng chủ ngữ sẽ là các cái động từ verb. Vậy các động từ là gì? Là dùng để biểu thị hoạt động như chạy là run, đi, go, đọc, read, vân vân. Hoặc là chỉ trạng thái như từ tồn tại, exist, và ngồi, sit, vân vân. Và mình học là có hai loại động từ, đó là nội động từ và ngoại động từ. Nội động từ là động từ chỉ có chủ ngữ như he runs, anh ấy chạy, tức là chỉ có chủ ngữ và động từ thực hiện của cái chủ ngữ đó. Còn ngoại động từ là động từ có chủ ngữ subject và tân ngữ object như she eats fish, cô ấy ăn cá. Và để trả lời của cái câu hỏi thì người sẽ trả lời, nếu mà đồng ý họ sẽ nói là yes I do, còn nếu mà không đồng ý no I don't, hoặc là yes they do nếu họ đồng ý, no they don't nếu họ không đồng ý, hoặc là yes she does nếu đồng ý, và không đồng ý là no, she doesn't. Yes, he does. Đồng ý. Không đồng ý là no, he doesn't. Thì đây là cái cách trả lời của dạng câu hỏi yes, no. Và câu đầu tiên cô muốn đề cập tới đó là love food, yêu thích thức ăn. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện là do you love food? Bạn có yêu thích thức ăn không? Người đó đồng ý sẽ trả lời là yes I do, còn không đồng ý là no I don't. Thì mình sẽ lặp lại câu này: do you love food? Yes I do. No I don't. Do you love food? Yes I do. No I don't. Do you love food? Yes I do. No I don't. Và các bạn đoán xem câu thứ hai mà cô muốn đề cập là gì? Đó là snack lot, ăn vặt nhiều. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện là do you snack lot? Bạn có ăn vặt nhiều không? Nếu họ đồng ý là yes I do, còn họ nói không là no I don't. Bây giờ mình sẽ lặp lại câu này: do you snack lot? Yes I do. No I don't. Do you snack lot? Yes I do. No, I don't. Do you snack a lot? Yes, I do. No, I don't.
Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo cô muốn nói đến, đó là eat tinned food, ăn thức ăn đóng hộp. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện là do you eat tinned food, bạn có ăn thức ăn đóng hộp không? Người đó đồng ý sẽ trả lời là yes I do, và không đồng ý no I don't. Và bây giờ mình sẽ lặp lại câu này: do you eat tinned food? Yes I do, no I don't. Do you eat tinned food? Yes I do, no I don't. Do you eat tinned food? Yes I do, no I don't. Và tiếp theo là những hình ảnh của cái câu tiếp theo cô muốn đề cập tới, đó là have a big breakfast, dùng một bữa điểm tâm lớn. Thì mình sẽ hỏi người đối diện, do you have a big breakfast, bạn có dùng một bữa điểm tâm lớn không? Nếu người đó đồng ý sẽ nói là yes I do, và không đồng ý no I don't. Bây giờ mình sẽ lặp lại câu này: do you have a big breakfast? Yes I do, no I don't. Do you have a big breakfast? Yes I do, no I don't. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo mà cô muốn đề cập, đó là eat a lot of fruit, ăn nhiều trái cây. Thì mình sẽ hỏi người đối diện, do you eat a lot of fruit, bạn có ăn nhiều trái cây không? Nếu mà người đó đồng ý sẽ nói là yes I do, không đồng ý no I don't. Bây giờ mình sẽ lặp lại câu này: do you eat a lot of fruit? Yes I do, no I don't. Do you eat a lot of fruit? Yes I do, no I don't. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo mà cô muốn nói, đó là do exercise, tập thể dục. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện là do you do exercise, bạn có tập thể dục không? Nếu đồng ý sẽ nói là yes I do, không đồng ý no I don't. Và mình sẽ lặp lại câu này: do you do exercise? Yes I do, no I don't. Do you do exercise? Yes I do, no I don't. Do you do exercise? Yes I do, no I don't. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo mà cô muốn đề cập, đó là gì? Đó là go jogging in the morning, đi chạy bộ vào buổi sáng. Thì mình sẽ hỏi người đối diện, do you go jogging in the morning, bạn có đi chạy bộ vào buổi sáng không? Nếu mà họ đồng ý sẽ nói là yes I do, không đồng ý no I don't. Bây giờ mình sẽ lặp lại câu này: do you go jogging in the morning? Yes I do, no I don't. Do you go jogging in the morning? Yes I do, no I don't. Do you go jogging in the morning? Yes I do, no I don't. Và câu tiếp theo là những hình ảnh mà cô muốn đề cập tới câu tiếp theo, các bạn đoán xem đó là gì? Đó là hiking the park, đi bộ đường dài trong công viên. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện là do you hiking the park, bạn có đi bộ đường dài trong công viên không? Nếu đồng ý sẽ nói là yes I do, không đồng ý no I don't. Và mình sẽ lặp lại câu này: do you hiking the park? Yes I do, no I don't. Do you hiking the park? Yes I do, no I don't. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo cô muốn nói, đó là like to listen to classical music, thích nghe nhạc cổ điển. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện là do you like to listen to classical music, bạn có thích nghe nhạc cổ điển không? Nếu đồng ý họ sẽ nói là yes I do, no I don't, là không đồng ý. Vậy mình sẽ lặp lại câu này: do you like to listen to classical music? Yes I do, no I don't. Do you like to listen to classical music? Yes I do, no I don't. Do you like to listen to classical music? Yes I do, no I don't. Và mình sẽ tập luyện tập thường xuyên những cái câu như thế này. Và các bạn nhìn những hình ảnh tiếp theo, mình đoán xem câu mà cô muốn đề cập tới, đó là play badminton at
the weekend, chơi cầu lông vào cuối tuần. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện là do you play badminton at the weekend? Bạn có chơi cầu lông vào cuối tuần không? Nếu đồng ý sẽ nói là yes I do. Không đồng ý, no I don't. Và mình sẽ lặp lại câu này. Do you play badminton at the weekend? Yes I do. No I don't. Do you play badminton at the weekend? Yes I do. No I don't. Do you play badminton at the weekend? Yes I do. No I don't. Do you play badminton at the weekend? Yes I do. No I don't. Và các bạn luyện tập thường xuyên 10 câu này thì mình sẽ quen với cách hỏi và trả lời. Thank you so much for watching. Bye. Các bạn chú ý xem các clip tiếp theo của cô nhé.